Ok, hello xin chào các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình lại chia sẻ cho các bạn một thủ thuật nhỏ. Không phải thủ thuật mà chia sẻ nhỏ nhé. Thì các bạn đang dùng mạng Viettel á. Đó, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là lấy cái phút gọi một mạng miễn phí Viettel nhé. Đó, thì ở đây mình cho các bạn xem luôn. Thì cái sim Viettel mình đang gắn máy này nhé. Còn máy iPhone thì mình chỉ gắn được một sim Mobi C90N 4GB một ngày nhé. Các bạn nào quan tâm thì xem lại video đó của mình. Đây, tài khoản Viettel, mạng Viettel này. Đây này, đó, sử dụng một tháng trong vòng 30 ngày nhé. Thì để làm sao để nhận được, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Đó, mình lại đây luôn. Thì đây các bạn tải phần mềm My Viettel nhé. Đó. Sau khi tải phần mềm My Viettel xong thì các bạn tiến hành là đăng nhập xin chính chủ của nhà tài khoản này, tài khoản điện thoại này, theo này. Thì bây giờ làm sao để các bạn biết là khi các bạn nạp thẻ hoặc là sử dụng dịch vụ của theo thì các bạn sẽ được tích điểm Viettel Plus này, Viettel cộng cộng này. Đó. Thì ở đây mình được 7.800 điểm. Các bạn này là mình đặt tiền nhiều số điểm của anh em, chúng ta đã có rất nhiều đồ quà này, một cái hội viên VIP này, ẩm thực này, mua sắm này, y tế đều có hết nha. Đó, các bạn có thể chọn khu vực của mình này. Đó, thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi nha. Đây, đây của mình đây. Đây, mình sắp lên hội viên rồi này. Thì đây chúng ta đi vào mục đổi quà. Đó, các bạn xem luôn. Chúng ta vào phút gọi. Các bạn có thể đổi data cũng được. Đây, bạn nào cần data thì đổi data 1.000 điểm là 100 MB. Quý khách sử dụng qua số điểm tiêu dùng từ 1.000 điểm trở lên này. Đổi này. Đó, đồ data này. Cứ 1.000 điểm là 100 MB nha. Chúng ta vào phút gọi. Đây, cứ 1.000 điểm là được 10 phút. Thì đây mình đổi 2.000 điểm nha. 20 phút cho các bạn xem luôn. Đây, mình đổi. Chúng ta nhấn xác nhận. Xác nhận thông tin. Đấy, thành công nha các bạn. Đó, và đây, đây hôm qua mình đổi 4.000, bây giờ đổi 2.000 nữa, đổi xong tin nhắn về theo báo về luôn. Đấy, quý khách đã đổi thành công 2.000 điểm là 20 phút này. Ở đây là 50.000 điểm mới được 50.000, 100.000 điểm là 200.000. Đó, các bạn thì còn trong một My Viettel này thì cũng có rất nhiều mà các bạn có thể vào đây theo dõi để xin mình được khuyến mãi gói cước này, khuyến mãi dành cho bạn này. Tùy sim từng sim của các bạn thôi. Các bạn có thể lựa chọn những gói phù hợp để đăng ký cũng được.
trong video hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách để đổi phút gọi nội mạng hoặc data miễn phí nhé, từ cái điểm mà mình đã tích được nha. Thì các bạn nào thấy hay video này hay, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Còn các bạn có những thắc mắc nào thì các bạn cứ để lại phần bình luận, mình sẽ giải đáp. Rồi, cảm ơn các bạn.